Xin chào anh chị. Khi đầu tư cổ phiếu thì người ta rất chú ý đến cái khả năng sinh lời của các cái cổ phiếu. Tuy nhiên, có một cái điều quan trọng không kém, đó chính là cái chất lượng tài sản của các cái cổ phiếu, của các cái doanh nghiệp ấy có tốt hay không. Thì nó cho biết đó là cái phòng thủ có chắc hay không. Đặc biệt với ngành ngân hàng thì thậm chí cái chất lượng tài sản nó còn quan trọng hơn rất nhiều so với cái khả năng sinh lời của những cái ngân hàng đó. Vì sao lại vậy? Đó chính là cái việc ngân hàng là một trung gian, họ huy động vốn và cho vay ra. Thường họ ăn chênh khoảng 3-5%. Thế do đó nếu mà họ quản trị không tốt, họ khiến cho cái nợ có khả năng mất vốn lại 3-4% chẳng hạn, thì coi như ngân hàng đó làm ăn thua lỗ. Bởi vì ngoài cái việc mất cho nợ xấu đó, có thể mất vốn đó, người ta còn phải chi rất nhiều cho cái hoạt động của ngân hàng, như là thuê chi nhánh, như là nhân sự, như là công nghệ, rồi là thuế, rồi vân vân. Chính vì thế cho nên là chỉ những cái ngân hàng nào có cái chất lượng quản trị tài sản tốt, có hay chất lượng tài sản tốt thì mới có thể đi lâu dài, bền vững, sinh lời cao cho các cái nhà đầu tư cổ phiếu. Thì trên đây là 9 ngân hàng được đánh giá cao nhất Việt Nam, thì chúng tôi đưa ra đầu tiên là tỷ lệ nợ xấu. Thứ hai, đó chính là cái tỷ lệ dự phòng nợ xấu. Nợ xấu thôi chưa đủ mà phải xem dự phòng nợ xấu như thế nào. Thì dự phòng nợ xấu nếu cao quá, thậm chí ngân hàng còn đang giấu lợi nhuận ở đây cơ. Còn nhìn vào cái bảng này thì nợ xấu có hai ngân hàng thấp nhất dưới 1%, đó là Techcombank 0.65%, thì dẫn đầu Việt Nam với cái chất lượng tài sản trong vài năm qua. Thứ hai là Vietcombank với 0.8%. Hai ngân hàng tiếp theo quanh 1% đó là ACB 1.02% và MBB 1.04%. Thì VIB cũng khá đáng chú ý với 1.15%. Nợ xấu cao nhất là thuộc về VPBank với 5.02%. Thì ngân hàng này có cái công ty FE Credit, nó nổi tiếng với việc tấn công rất mạnh nhưng phòng thủ của nó tương đối yếu. Tiếp theo về cái tỷ lệ dự phòng nợ xấu thì Vietcombank luôn lập cái kỷ lục dự phòng nợ xấu lên đến 402%. Tức là như này, tổng cái nợ xấu từ nhóm 3 đổ ra là 1 đồng thì Vietcombank trích hơn 4 đồng để dự phòng cho đó. Thế do đó là ngân hàng Vietcombank hay được người ta nói rằng đây là một ngân hàng giấu lợi nhuận trong đó rất nhiều. Giấu lợi nhuận rất nhiều, đúng không ạ? Thì thông thường những cái ngân hàng nào mà có tỷ lệ dự phòng nợ xấu trên 100% là cái chất lượng rất là tốt, và nó cũng phản ánh cái nợ xấu cũng tương đối chính xác, chứ không phải là người ta giấu nợ xấu rồi người ta dự phòng cao đâu ạ. Đó, nếu mà ngân hàng nào nợ xấu thấp mà lại dự phòng cao thì cho thấy nó rất thật về cái chất lượng tài sản. Thì tổng kết chung lại thì có hai ngân hàng xếp đầu, đó là Vietcombank sẽ đứng đầu với cái dự phòng nợ xấu nó cao hơn Techcombank rất nhiều. Tuy rằng nợ xấu nó cao một chút nhưng mà dự phòng rất lớn, nó được xếp đầu. Thứ hai là Techcombank, và thứ ba đó là ACB, thứ tư là MB, thứ năm là liên quan đến VIB, và thứ sáu đó là BIDV và Vietinbank. Kém nhất ở đây là VPBank và HDBank. Thì trên đây là những cái thông tin về các cái ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất cung cấp đến quý vị nhà đầu tư tham khảo. Lưu ý rằng là chúng tôi chia sẻ những cái kiến thức theo những cái nguồn tin cậy nhất, và quyết định mua bán là ở nhà đầu tư.